Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thủ đô ngày mới được phát sóng trên truyền hình Nhân dân. Quý vị thân mến, Hà Nội có nguồn lực văn hóa rất giàu có, phong phú, đa dạng, nhưng đa số đều đang ở dạng tiềm năng. Để phát huy được vai trò vị thế của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế xã hội, thì các nguồn lực văn hóa đó cần phải được khai thác, kết nối với sáng tạo, sản xuất để tạo nên các giá trị thặng dư. Và để làm được điều này, thì một trong những việc cần làm là làm rõ vị trí vai trò đặc biệt của văn hóa Thăng Long Hà Nội, đồng thời nhận diện rõ hơn về các nguồn lực văn hóa nhằm phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa và công nghiệp sáng tạo. Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Thăng Long Hà Nội, vùng đất địa linh nhân kiệt trải qua bao thăng trầm với nhiều chiến công vang dội, luôn là trung tâm văn hóa của đất nước, nơi kết nối những mạch nguồn lịch sử và tinh hoa của dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ và tỏa sáng tinh thần yêu nước, yêu hòa bình, tình đoàn kết và khát vọng vươn lên. Thủ đô Hà Nội được xác định là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Hà Nội luôn tự hào về các giá trị văn hóa, lịch sử, cả truyền thống và hiện đại, sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú, đa dạng, gồm 5.922 di tích, 1 di sản văn hóa thế giới, 1.793 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 3 di sản được UNESCO ghi danh, 1.350 làng nghề, làng có nghề và có đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân lớn nhất cả nước. Văn hiến chính là văn hóa phát triển cao cộng với hiện tại. Là cái người sáng tạo ra văn hóa đó. Nếu không có hiện tại sẽ không có văn hóa, mà nếu văn hóa đó không quan tâm đến việc đào tạo phát triển hiện tại thì sẽ không có được nền văn hiến. Đó là những vấn đề rất là cơ bản. Khi chúng ta nhận định như vậy thì chúng ta có thể xây dựng được về mặt lâu dài một cái sự phát triển của cái nền văn hóa Thăng Long đến cái mức độ cao. Để phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo để lắng nghe ý kiến, đề xuất, sáng kiến tư vấn của các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học trong nước và nước ngoài. Hội thảo khoa học với chủ đề Phát triển thủ đô, văn hiến, văn minh, hiện đại do Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao vừa tổ chức là một ví dụ. Hội thảo nhằm mục tiêu nhận diện văn hóa truyền thống và hiện đại để tạo nguồn lực cho sự phát triển. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến giá trị, tập trung làm rõ vị trí, vai trò đặc biệt của văn hóa Thăng Long Hà Nội, đồng thời nhận diện làm rõ hơn về các nguồn lực văn hóa để phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa và công nghiệp sáng tạo. Để có thể biến cái tiềm năng văn hóa của thủ đô, biến cái nguồn lực văn hóa vốn hết sức là phong phú, đa dạng và mang tính đặc trưng của Hà Nội ấy trở thành những cái sản phẩm văn hóa đặc trưng thì sẽ phải phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Cái văn hóa thành nguồn lực nội sinh, muốn biến nó thành động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển thì phải hiểu về nó và phải nghiên cứu một cách sâu sắc về nó và vận dụng một cách tinh tế, uyển chuyển trong hoạt động thực tiễn phát triển kinh tế xã hội. Qua nhiều nhiệm kỳ, Đảng ta luôn kiên trì mục tiêu xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự là nền tảng, sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển bền vững đất nước. Là trung tâm chính trị, hành chính của cả nước, đồng thời là trung tâm gắn kết, thống nhất văn hóa vùng Đồng bằng Bắc Bộ, vùng thủ đô. Thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô. Đây cũng là cách Hà Nội hướng tới mục tiêu xây dựng phát triển thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, cụ thể hóa nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thưa quý vị, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tạo cơ sở cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước là tiền đề quan trọng để xây dựng các mô hình học tập trong các đơn vị học tập, gia đình học tập, cộng đồng học tập, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng về khuyến học, khuyến tài, thúc đẩy cuộc vận động xây dựng xã hội học tập. Thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2020-2030 của Thủ tướng Chính phủ,
và đồng thời phát triển phong trào văn hóa đọc trong nhân dân, hướng tới xây dựng thành phố học tập. Các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đều phấn khởi, tích cực thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài. Ngày 30 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1373 về đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu tiếp tục tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng xã hội học tập, bảo đảm đến năm 2030, mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Ngày 16 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 290 về thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Theo đó, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện tiến độ, hiệu quả đề án, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện và nhân rộng những mô hình tổ chức phục vụ học tập suốt đời tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đa dạng, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng địa phương trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng đời sống văn hóa của nhân dân. Thành phố Hà Nội khuyến khích các địa phương, cơ quan, tổ chức sáng tạo và duy trì các mô hình học tập mang tính gia đình hoặc cộng đồng, các mô hình tự học nhằm phục vụ mục đích học tập suốt đời. Như chúng ta biết là văn hóa đọc có thể xem đó là cái cốt lõi của nền văn hóa và đây là một thành tố trung tâm trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, cũng như xây dựng cái nền tảng tri thức, ý thức sâu sắc được cái tầm quan trọng của văn hóa đọc đối với quá trình xây dựng đời sống văn hóa mới. Có thể khẳng định là Đảng, Nhà nước ta đã dành rất nhiều cái sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện cho văn hóa đọc phát triển. Một xã hội học tập, một thành phố học tập bao giờ cũng xuất phát từ các cá nhân học tập và gia đình học tập. Môi trường gia đình chính là môi trường đầu tiên tạo dựng thói quen học tập suốt đời. Để có được thói quen đó, phải bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhưng cần được duy trì thường xuyên. Một buổi tự đọc của bà Phượng và các cháu nhỏ. Đối với bà Phượng, đọc sách mỗi ngày không chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân mà còn giúp xây dựng và duy trì thói quen đọc sách, ý thức tự giác trong học tập cho con cháu trong gia đình. Mỗi gia đình coi trọng việc học. Những phụ huynh có thói quen đọc sách sẽ tạo ra thế hệ những đứa trẻ coi việc đọc sách, tự học như hoạt động thân quen và thích thú. Học tập suốt đời cũng từ đó được vun bồi. Trong một gia đình nếu mà có một người tiền lệ là đi trước, ông bà hoặc cha mẹ mà có thói quen đọc sách thì sẽ tạo ra cái thói quen rất tốt cho các bé. Các cháu sẽ đam mê đọc sách từ những cái việc rất nhỏ nhặn hàng ngày. Ông bà có thể dành ra 10-15 phút và như vậy là sẽ tạo cho đứa trẻ là ngày đấy đến giờ đấy là được ông bà đọc sách. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là một thói quen rất tốt để tạo cho trẻ có một ý thức đọc sách từ nhỏ. Bên cạnh việc học tập ở trường lớp thì việc tự học và duy trì việc học tập suốt đời cũng được các cấp ngành, đoàn thể, các cá nhân tổ chức ở Hà Nội chú trọng. Ví dụ như việc đọc sách, tự học là một hoạt động cá nhân, độc lập. Nhưng trong thời đại công nghệ và văn hóa nghe nhìn đang lấn át như hiện nay, sự cổ vũ từ cộng đồng là rất cần thiết. Cộng đồng đọc, cộng đồng học tập có thể chỉ là một gia đình, là một lớp học, một nhóm bạn hoặc một câu lạc bộ. Đọc sách mà khi bố mẹ là cũng chăm chỉ đọc sách, cũng rất hứng thú với quyển sách thì sẽ truyền đến cái tình yêu sách đấy cho con một cách rất là tự nhiên. Xã hội cũng vẫn phải có những cái tổ chức để có thể thu hút được cả phụ huynh lẫn trẻ em đến. Và khi mà cả phụ huynh lẫn trẻ em đều có những thích thú để đọc được sách với sự giúp đỡ của các cô giáo tại đây, cái này nó có cả ích lợi, không có trong phải trong đời sống nữa đâu mà ích lợi thực sự trong việc học tập. Cần thêm nhiều những cái tổ chức ấy mà có thể hỗ trợ cho trẻ có thể có cái thói quen đọc sách. Đây là một buổi tự học của các bạn nhỏ và cha mẹ mình tại câu lạc bộ đọc sách cùng con. Câu lạc bộ nằm trong con ngõ nhỏ ở khu tập thể Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, được thành lập năm 2010 theo ý tưởng của tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh. Mô hình hoạt động xã hội phi lợi nhuận này nhằm hỗ trợ cho việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, hưởng ứng phong trào học tập suốt đời nhằm tập trung vào đối tượng trẻ em và gia đình của trẻ với mục tiêu tạo thói quen đọc sách và tự học cho trẻ em.
tôi muốn chia sẻ với các bố mẹ là cách hướng dẫn các con đọc thế nào để cho các con từ ban đầu là bố mẹ muốn con đọc thì trở nên nó sẽ thành cái nhu cầu tự thân của các con. Có thể cộng đồng ban đầu đó chính là gia đình. Tức là việc chúng ta có thói quen mua sách tặng nhau, và việc chúng ta có thói quen giở sách ra đọc, trao đổi với nhau vấn đề ở trong đó, tự nhiên chúng ta có một cộng đồng đọc sách nhỏ và nó sẽ ảnh hưởng thật sự tích cực và có thật đến với cá nhân của từng người trong cái cộng đồng đấy. Thực tế cho thấy, ở đâu phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển thì ở đó việc tổ chức dạy, học trong và ngoài trường cũng như tạo cơ hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời có nhiều thuận lợi, đạt kết quả cao. Từ các mô hình gia đình, dòng họ, chi hội, đơn vị học tập và hội khuyến học các cấp đã hình thành các quỹ dành cho công tác khuyến học, góp phần động viên học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập, đặc biệt là hỗ trợ vật chất và tinh thần cho các em có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện ước mơ học tập, trở thành công dân tốt. Ngoài ra, các thư viện, tủ sách tư nhân, tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, các câu lạc bộ học tập, các mô hình khuyến học ở các địa phương cũng được chú trọng và hoạt động hiệu quả. Cùng với cái dòng chảy chung trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, thì hơn 9 thập kỷ qua, có thể nói là văn hóa đọc đã có những cái bước phát triển vượt bậc, và điều đó thể hiện được những cái con số. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta đã xuất bản được mỗi năm là đến trên 500 triệu bản sách với gần 40.000 tên sách và tỷ lệ đạt được hơn 6,2 bản của một người trên một năm. Cùng với đó thì cái hệ thống thư viện cũng được phát triển một cách rộng khắp từ các tỉnh đến các huyện, xã, rồi hệ thống nhà sách. Một trong những tiêu chí công nhận thành phố học tập do UNESCO đưa ra là thành phố học tập phải có một hệ thống giáo dục bảo đảm để mọi người dân không gặp phải những rào cản, tiếp cận giáo dục với mục đích khác nhau. Cũng như tất cả những người không khuyết tật khác, người khuyết tật cũng có nhu cầu học tập, đóng góp phần sức lực dù nhỏ bé của mình cho cộng đồng, xã hội. Để không ai bị bỏ lại phía sau, tạo điều kiện cho cộng đồng người khuyết tật tại thủ đô tiếp cận việc đọc, việc học một cách thuận lợi, nhiều đơn vị, cá nhân và các thư viện trên địa bàn thành phố đã nỗ lực bằng nhiều cách. Thư viện Hà Nội là một trong những địa chỉ tin cậy đối với những người yêu đọc sách, trong đó có đông đảo độc giả là người khuyết tật trên địa bàn thủ đô. Nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho người khuyết tật trong việc đọc sách, Thư viện Hà Nội đã phối hợp cùng Hội Người Mù thành phố Hà Nội tổ chức luân chuyển các đầu sách xuống cấp quận hội, huyện hội. Cái việc đi lại của cái người khiếm thị là rất là khó khăn, và Thư viện Hà Nội đã đẩy mạnh cái việc là chuyển hướng, đó là chúng tôi luân chuyển cái sách dành cho người khiếm thị. Thứ nhất là sách chữ nổi và cái thứ hai là cái đĩa nói, và chúng tôi đã luân chuyển xuống các cái quận hội và huyện hội người mù của thành phố Hà Nội. Đó là điều mà đối với người khiếm thị người ta rất mong muốn, bởi vì sách đã được mang xuống đến tận nơi cho những người khiếm thị. Tạo được một cái điều kiện rất là thuận lợi thông qua các chính sách, các cái cơ chế để cho người dân được tiếp cận, được sử dụng sách một cách dễ dàng hơn, rồi góp phần vào phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam, đồng thời cũng góp phần xây dựng một cái xã hội học tập, xây dựng một cái đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc. Theo Bộ Tiêu chí đánh giá công nhận thành phố học tập do UNESCO đưa ra, một số yêu cầu trong đó là trong khu vực này có một hệ thống giáo dục bảo đảm để mọi người dân không gặp phải những rào cản tiếp cận giáo dục với mọi mục đích khác nhau. Cộng đồng dân cư bao gồm những công dân tự giác học tập suốt đời, biết tự học để phát triển, có trách nhiệm giúp mọi thành viên khác trong cộng đồng cũng như thường xuyên học tập với mình. Trong khu vực đó, những nhà lãnh đạo có đủ ý chí kiên định và cam kết chính trị về xây dựng thành phố do mình quản lý sẽ trở thành thành phố học tập. Với những tiêu chí đó, Hà Nội nỗ lực để hướng tới mục tiêu thành phố học tập phù hợp với điều kiện thực tế và sẽ được triển khai bằng nhiều công việc cụ thể. Các sở ngành cần phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tham gia nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng xã hội học tập, tiến tới xây dựng thành phố học tập. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình Thủ đô ngày mới tiếp theo.